Thưa quý vị, sau đây là tóm tắt tiểu sử bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Họ và tên khai sinh Nguyễn Văn Quảng, sinh ngày 23 tháng 8 năm 1969, quê quán xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Tóm tắt quá trình công tác, từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 7 năm 2012, điều tra viên phòng điều tra hình sự, kiểm sát viên trung cấp, phó trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế và phòng kiểm sát điều tra án trị an Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng. Từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 9 năm 2014, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng. Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 8 năm 2018, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án nhân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Từ tháng 9 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2019, Bí thư Đảng ủy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.